Xin chào các bạn, như đã hẹn với các bạn cũng như là cái sự mong mỏi của các bạn thì tôi đã đăng tải một clip nói đến một nhân vật, một cô gái vàng trong làng thể thao Việt Nam đang gặp trong cái hoàn cảnh đặc biệt. Đặc biệt ở đây đó là hoàn cảnh do tâm linh gây ra. Và chúng ta đã kết thúc công việc ở các tỉnh phía Bắc và hôm nay tôi đã lên lịch để đến với gia đình. Có rất nhiều điều muốn làm, muốn nói, nhưng chúng ta sẽ cứ từng bước một. Trước tiên thì đây là không gian rất là nhỏ bé của một vận động viên, một cô gái vàng trong làng thể thao quốc gia. Một căn phòng tôi ước tính nó chỉ được tầm khoảng độ 15-20 m². Còn đây là chị gái của bạn. Như tôi đã nói từ hôm qua, trong clip hôm qua thì sau cái cú sốc về của gia đình thì chị gái của bạn đã bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, nó dẫn đến cái ảnh hưởng đến thần kinh. Còn ở đây là có hai bà là người rất là thân thiết với bạn, mặc dù không phải là máu mủ ruột già, nhưng đây là các bà hàng xóm cũng đã là những người sát cánh với bạn, hỗ trợ bạn về mặt tinh thần rất là lớn. Khi tôi bước chân vào căn phòng này, hôm nay thì có vợ tôi và học trò của tôi đi. Tôi bước chân vào căn phòng này, cái cảm xúc của tôi nó hơi lạ. Đất nước Việt Nam của chúng ta trong thời kỳ hình thành, phát triển, hình thành, giữ nước và phát triển đã có rất nhiều những tấm gương, rất nhiều những nhân vật đã tạo nên một Việt Nam anh hùng quật khởi và đã tạo nên một Việt Nam trên trường quốc tế ở mọi góc độ. Trong đó, ngày hôm nay chúng ta gặp một nhân vật đã tạo nên một Việt Nam trên trường quốc tế về góc độ thể thao. Quốc kỳ của Việt Nam, quốc ca của Việt Nam đã được cất lên ở đấu trường quốc tế. Một trong những người đã đưa quốc kỳ và quốc ca của Việt Nam đến trường quốc tế đó là nhân vật đang ngồi cạnh chúng ta ở đây. Bạn đã thi đấu từ những năm, tức là tham gia vào thể thao từ những năm 12 tuổi. Để đến bây giờ, sự nghiệp thể thao của bạn, như bạn đã nói là bạn đã tạm dừng. Bạn đã cống hiến, tôi phải nói một điều như thế này. Bạn cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đam mê. Trước tiên là cho một đam mê, sau đó cho một cái chung, đó là màu cờ sắc áo của đất nước. Sau hơn 20 năm, gần 30 năm, để đến bây giờ, khi giã từ sự nghiệp thể thao, giã từ sự nghiệp chuyên nghiệp, chúng ta nhìn xem không gian này. Tôi thực sự đang bị lắng lòng và xúc động khi tôi đối diện với một không gian như thế này, một hoàn cảnh như thế này. Hoàn cảnh ở đây bây giờ là một hoàn cảnh tôi không muốn ai thương hại. Tôi không muốn bất cứ một ai thương hại bạn. Tôi muốn sự đồng cảm của các bạn chứ không phải sự thương hại. Bạn đang trong một hoàn cảnh mẹ đơn thân nuôi hai con và chị gái của bạn cũng đang trong tình trạng không phải là lao động, không có sức lao động, không, tức là không thể lao động và có những cái biểu hiện tâm lý bất thường. Hôm nay chúng ta đến đây, việc của chúng ta làm giống như bao gia đình khác. Tôi đã từng nói với các bạn, tôi sẽ xử lý tâm linh cho bạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức về mặt tâm linh để cho bạn thoát khỏi tác động của tâm linh xấu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, điều này thì tôi cũng chưa dám nói gì với bạn.
Bạn là một người có một cái nghị lực. Những con người có nghị lực cao thì sẽ có một cái tự trọng rất là lớn. Rất là lớn. Tôi hôm nay tôi mới ngồi trước mặt bạn, tôi chưa bắt đầu với bạn một câu chuyện nào. Tôi chỉ đọc tin nhắn của bạn thôi. Tôi biết bạn là một người có một cái tự trọng rất lớn. Cho nên tôi xin nhắc lại là tôi muốn sự đồng cảm. Tôi làm clip này nói lên những điều này là cần sự đồng cảm chứ không phải sự thương hại của xã hội với một nhân vật. Đây chúng ta phải gọi là một nhân vật. Em quay ra đằng sau một chút, chúng ta hãy nhìn cả tuổi thanh xuân của bạn. Bây giờ vỏn vẹn treo trên một bức tường nhỏ. Một bức tường nó chỉ tầm khoảng độ vài mét vuông. Và thể thao Việt Nam rạng danh cũng nhờ một phần nào đó của cái vận động viên mà chúng ta đang ngồi đối diện ở đây. Về mặt tâm linh, bạn nhé, lát nữa tôi sẽ xử lý cho bạn về lý do, về hiệu quả công việc. Thì bạn cứ yên tâm với tôi một điều như này, khi tôi đã nhận lời thì tôi sẽ xử lý cho bạn nhé. Còn cái tôi muốn nói, và hôm qua tôi cũng có nói với mọi người, không biết bạn có xem clip của tôi không, tôi có nói mọi người là tôi muốn làm một vài điều có ý nghĩa đối với bạn. Trước tiên, tôi, vợ chồng tôi, thầy trò tôi rất là xúc động. Và vợ chồng tôi cũng đã có những cái sự nói chuyện với nhau từ ngày hôm qua rất là nhiều về bạn. Thực sự có rất nhiều cảm xúc tôi không thể thể hiện ra đây được. Về cái chuyện tôi xử lý giúp bạn, cho dù thời gian có dài hay ngắn, mọi việc tôi chỉ nói với bạn là bạn, thứ nhất, bạn yên tâm. Thứ hai là vợ chồng thầy trò tôi ra tâm với bạn, bạn không phải chi phí bất cứ một cái chi phí nào cả. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Tuấn đưa cái... tôi có một vài người khi tôi up clip thì toàn những là người thân thôi. Thì họ có gửi cho tôi cái tâm của họ. Số tiền là có 3 người là 7 triệu đồng. Tôi xin đọc cái tên cụ thể, tại vì tôi rất là minh bạch cho chuyện này. Khi làm giúp ai điều gì đó, chúng ta cần minh bạch cái tâm. Và cái tâm nó phải đến được với cái tâm và đầy đủ. Đó là cái điều tôi hay nói trong tất cả các clip. Ở đây có anh Phạm Sơn Lâm, anh ấy hay comment. Chúng ta rất hay gặp cái comment của anh ấy. Anh có ra tâm với bạn 2 triệu. Có một anh nữa là anh sếp của anh ấy, tôi không đọc tiện đọc tên, là 3 triệu. Một cái bạn nam hôm qua tôi làm clip mà cái thần nữ nó mượn mệnh trần gian để sinh con ở Phú Yên Sơn La, bạn ấy có ra tâm 1 triệu. Và có một bạn nữa là bạn Nguyễn Mạnh Cường. Bạn ấy ra tâm cho chị 1 triệu, tổng là 7 triệu. Tôi xin cảm ơn những cái tâm này. Và tôi xin nói luôn, các bạn đừng thông qua tôi để gửi đến chị. Hôm nay tôi muốn làm giúp cho bạn một việc. Đó là tôi kết nối những cái tâm đến với bạn. Trước khi tôi xin số điện thoại của bạn thì tôi cần nói với bạn điều này. Mong bạn hãy nghĩ đến điều này. Đây không phải sự thương hại của xã hội dành cho bạn. Đây là sự tri ân cho những đóng góp của bạn với đất nước này. Bạn hiểu không ạ? Và cũng là bù đắp cho bạn những cái bạn đã bị những cái đồng thầy người ta dùng cái hành động sai trái lương tâm để lấy tiền trục lợi của bạn. Về cái chuyện bạn bị mất tiền bởi các đồng thầy thì chúng ta có thể nói một cách khách quan như thế này. Có thể đó là do, cũng có thể, thứ nhất là do cái tâm của người ta.
thì mình phải nói luôn là điều đấy. Thứ hai là cũng có một phần nào đó cũng là do cái nghiệp của bạn nữa. Bạn hiểu không ạ? Và điều đó chúng ta hãy gạt sang một bên, đấy là cái mà luật nhân quả nó sẽ vận hành. Còn đây là sự tri ân, rất nhiều người nhắn tin, comment, gọi điện cho tôi muốn được xin số tài khoản của bạn để mọi người được tri ân như cho những cái cống hiến, cho những cái đóng góp của bạn cho đất nước. Và mong bạn nhận cái sự tri ân đó. Ở đây là những cái tâm chứ không phải lòng thương hại bạn nhé. Tôi phải xoáy sâu về điều này. Xã hội này không ai cần sự thương hại cả, nhưng lại rất cần sự đồng cảm. Họ vừa muốn sự đồng cảm, họ vừa muốn gia tâm, và cũng một góc độ nào đó họ cũng muốn trục lợi ở đây, đó là phúc đức. Bạn hiểu không ạ? Tôi dùng từ nó hơi quá, nhưng ai cũng thế, tôi cũng là người trục lợi về phúc đức. Về phúc đức thì ai cũng muốn trục lợi cả. Vì muốn có muốn làm được nhiều việc tốt thì mới trục lợi được nhiều phúc đức. Vậy thì mong bạn cho tôi tuấn lên cái bút đây, cho tôi xin cái số điện tài khoản của bạn. Từ từ, thực ra như này, tôi muốn nói nhiều để cho bạn cũng không nói gì được thêm. Vì thực ra như này, vì sao tôi lại nói như thế? Vì hôm trước thì tôi đã có nhắn tin với bạn là một người, vài người có nhờ tôi ra tâm đến bạn, tức là chuyển tâm đến bạn. Thì bạn đã nhắn lại cho tôi một cái tin là con không nhận đâu, thầy gửi lại cho người ta giúp con. Thì tôi đã hiểu được cái tâm của bạn thông qua cái tin nhắn đó. Bạn không cần phải nói gì nhá bạn nhá, bạn không cần phải nói gì. Một cái tin nhắn đấy thôi. Thực ra như này bạn này, không phải tôi là người rất là tinh tế và thận trọng khi đưa một ai đó lên cộng đồng mạng ở bất cứ góc độ nào. Bất cứ góc độ nào. Tôi phải hiểu. Bạn hiểu không ạ? Nếu tôi không thì tôi lại thành làm sai. Nếu cái sự giới thiệu của tôi và cái sự hướng tâm của mọi người đến một cái nhân vật, một cái tâm nào đó mà tôi giới thiệu sai, thì vô tình tôi lại gánh cái nghiệp đó ở trong. Bạn đang bị tác động à? Thôi được rồi. Bây giờ bạn tỉnh táo, bạn cho tôi xin cái số tài khoản tên của bạn. Bạn cho tôi xin số tài khoản, sau đó tôi sẽ xử lý cho bạn. Ngân hàng Techcombank các bạn nhé. Số tài khoản 1902 0247 210018. Tên là Nguyễn Thị Như Hoa đúng không ạ? Phải đích tên của bạn đấy nhá. Nguyễn Thị Như Hoa. Bạn cố gắng kiểm soát bản thân. Tôi xin phép đọc lại số tài khoản ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản là vận động viên Nguyễn Thị Như Hoa. Số tài khoản 1902-0247-210018. Thưa các bạn, đây là cơ hội cho chúng ta làm những việc tốt cho đời, cơ hội để chúng ta mưu cầu về phúc đức, và cơ hội để tri ân cho những người đã có những đóng góp lớn lao cho đất nước này. Còn bây giờ, tôi xin phép được triển khai công việc tâm linh với bạn và xin phép ngừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. À, tôi khi muốn nói thêm, tôi sẽ triển khai công việc tâm linh ở đây. Và kết quả, tôi sẽ là người update và feedback cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nó thích bạn. Đúng không ạ? Đây là một quá trình nữ đồng tính. Đêm hôm qua tôi đã xuất hồn về đây. Đây là một quá trình nữ đồng tính. Nó thích bạn và nó đã thâm nhập vào cái cốt của bạn rồi. Cho nên ý, cái việc bắt là không bắt được. Mà cái việc xử lý ở đây nó phải dài ngày. Đó là bạn phải ngồi trận đồ. Hôm nay tôi đến đây chỉ là nói cho bạn biết thôi. Và hôm nay đích thân tôi đưa cho bạn bộ trận đồ của tôi với cái tên tôi ký vào. Bạn phải ngồi hoặc nằm. Cho dù nó có mệt mỏi như thế nào, bạn vẫn phải ngồi, phải nằm cho tôi.
Và sau mỗi nửa tháng tôi lại quay lại một lần. Và bạn yên tâm, sau 3 lần thì bạn sẽ hoàn thành và khỏi. Nó ăn vào cốt của bạn rồi bạn ạ. Nó ở trên chính đất này. Vì sao tôi không bắt được? Vì nó ở trong cốt, trong người bạn rồi. Nó thích bạn từ lâu rồi bạn. Nó thích bạn từ lâu rồi bạn. Đêm hôm qua tôi đã về đây rồi. Nhá bạn nhá. Rồi hôm nay tôi để trợ đồ cho bạn. Bạn phải nằm, phải ngồi. Cho dù nó có mệt, nó có khó chịu hay như nào, đấy, nó gọi là thuốc đắng thì nó mới ra tật. Nó phải có cái sự biểu hiện đó của cơ thể thì nó mới khỏi. Bạn hiểu chưa? Rồi, nhá bạn nhá. Rồi, tôi sẽ, bạn chú ý như này này. Bạn sẽ là nhân vật mà tôi sẽ làm clip feedback cho khán giả. Tức là nó phải có kết quả cuối cùng. Cho nên bạn cứ yên tâm những gì tôi nói. Nhá. Rồi, được rồi. Đưa bộ ấn lệnh nhá. Đích thân tôi sẽ ký bộ trận đồ này. Bạn phải nằm nhá. Điều chỗ bạn nằm ở đâu? Làm thì là ba mẹ con sẽ kéo cái này ra để làm. Thế trên kia không có chỗ nằm à? Không ạ. Rất là khó khăn. Một cái chỗ mà mình cần phải không gian ngồi yên tĩnh. Bây giờ thì ở nhà thì kể chị này, con cái thành ra là không có chỗ để mà ngồi. Thế đêm ngủ thì sao? Chắc là sẽ phải ngồi đêm. Ngủ nằm cũng được, không cần ngồi. Bạn cứ quay cả đêm cho tôi nhá. Bạn cứ quay theo hình ngôi sao xung quanh cái giường này nhá. Đây tôi đang hết sức giúp bạn. Còn bây giờ có hiệu quả hay không, nó lại ở bạn đấy bạn. Tại vì nó ăn vào cốt của bạn rồi, bạn nhớ nhá. Nếu như người khác người ta mới bị 1-2 năm ấy, thì tôi đẩy cái là ra ngay. Nhưng của bạn là nó ăn vào cốt rồi. Cho nên phải đẩy từ từ. Đẩy từ từ. Bạn ngồi nó sẽ cảm giác nó buồn nôn, nó mệt mỏi, xong nó cứ người nó trao đảo. Vì đấy là lúc đấy là âm dương nó đang tương tác với nhau, nó đẩy cái phần âm ra. Bạn hiểu chưa? Rồi, bạn yên tâm nhá. Rồi, thôi được rồi. Hôm nay tôi là phải làm cơm để tiếp việc các vong linh của các cái tỉnh phía Bắc, cho nên vợ chồng thầy trò tôi xin phép luôn nhá. Nhưng mà tại vì cái việc lúc đầu thầy nói ạ. Cái con quất thì không để cho ai biết à? Thành ra là cái số tiền đấy có thể là không nhận được không thầy? Không được. Thực ra như này bạn này, cuộc sống nó cần có một cái sự tương tác với nhau. Tương tác nó giống như một cái hệ sinh thái mà. Nếu mà hệ sinh thái tương tác cộng sinh với nhau. Ở đây có rất nhiều cái tâm. Bạn à, có thể trong cuộc sống của bạn, bạn gặp nhiều thị phi. Đó là những người có cái tâm không tốt. Nhưng xã hội thì còn rất nhiều người tốt bạn à. Rất nhiều cái tâm tốt. Và cái tâm tốt này người ta muốn lan tỏa cái tốt. Và tôi chỉ là người kết nối cái việc này thôi. Bạn hiểu không ạ? Cho nên bạn cứ không ai có một cái suy nghĩ gì tiêu cực về bạn cả. Bạn hiểu không ạ? Tôi phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng ở đây không có sự thương hại ở đây. Đây là sự tri ân của mọi người với những cái cống hiến của bạn cho đất nước mà thôi. Tại vì là con theo thể thao ấy, có những cái chấn thương nó rất là nặng. Mà trong khi nhà nước thì họ không biết. Lãnh đạo cũng không biết, chỉ ở dưới sẽ là trưởng bộ môn, họ chỉ là lợi dụng mình thôi ạ. Vâng, tôi hiểu. Thôi đừng khâu cái đấy. Nhiều cái lắm. Thôi được rồi, thôi. Là việc đó thì rồi. Thôi được rồi. Cái móc quất đấy thì cũng muốn để tự mình chịu đựng thôi. Thôi được rồi, rồi tôi hiểu. Thì bạn không muốn người khác thương hại. Không ai thương hại bạn cả, nhớ bạn nhé. Ở đây không ai, không trong xã hội này không ai cần sự thương hại cả. Không một ai thương hại ai cả. Đây chỉ là cái sự quan tâm lẫn nhau. Cái tình người nó cần được lan tỏa. Bạn ạ, cái tình người nó cần được lan tỏa. Còn nhiệm vụ, trọng trách và cái tình của vợ chồng tôi với bạn đó là chữa khỏi cho bạn. Nhớ bạn nhé. Và bạn muốn khỏi thì bạn phải nằm trận đồ cho tôi. Cho dù nó như thế nào bạn phải nằm. Bạn hiểu không ạ? Rồi, thế được rồi.